Chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với siêu thị smartphone. Nhân dịp lần về hàng cuối năm vô cùng đặc biệt này thì bên mình có về cho các bạn những cái sản phẩm cũng vô cùng là đặc biệt luôn. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy trên màn hình đây. Đây là những chiếc điện thoại iPhone 12 có full box các bạn nhé. Đều là những phiên bản bên mình mới về. Và đây là những phiên bản 64GB iPhone 12 có full box. Ngoài ra thì bên mình cũng có về cho các bạn một vài những cái món hàng đặc biệt khác. Đó chính là những chiếc iPhone 11 này, hay thậm chí là iPhone 11 Pro. Thì những chiếc máy thuộc dòng 11 này sẽ có phiên bản 128GB lớn hơn một chút. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Mình gọi những chiếc iPhone 12 này là những chiếc iPhone 12 dành cho người kỹ tính. Bởi vì sao? Bởi vì nó có 3 điểm đặc biệt. Thứ nhất, đây là những chiếc iPhone 12 còn nguyên hộp. Và những cái hộp này là những cái hộp đi kèm theo máy luôn, không phải là những cái hộp mà bên mình lấy bên ngoài. Các bạn có thể dễ dàng đối chiếu cái số email ở đằng sau hộp với cả số email ở trong máy khi mà các bạn mua hàng. Các bạn có thể dễ dàng đối chiếu là nó trùng với nhau. Đó, thì đây là những cái sản phẩm hộp đi kèm theo máy luôn. Cái điểm thứ hai đó chính là những cái sản phẩm này là những sản phẩm bên mình về pin 100%. Đó. Mặc dù là hàng đã bóc hộp rồi, đúng không? Nhưng mà gần như là máy mới chưa qua sử dụng, gần như là mới luôn, khi mà chỉ sạc có 1-2 lần để mà duy trì máy mà thôi. Thì những cái số lần sạc chỉ đếm trên đầu ngón tay đấy hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến pin cả. Và chất lượng pin trên chiếc iPhone 12 này mình đảm bảo luôn vẫn cực kỳ là tốt. Và cái thứ ba quan trọng nhất đó chính là cái mức giá. Thông thường khi mà các bạn mua những chiếc máy iPhone 12 phiên bản sách tay 99% ở ngoài, phiên bản no box không có hộp và pin chỉ dao động từ khoảng 85-90%, thì các bạn đã phải bỏ ra một số tiền đâu đó là tầm 15 cho đến 16 triệu đồng rồi. Thì những chiếc iPhone 12 này khi mà về đến bên mình thì mức giá nó đang rất là ưu đãi, khi mà chỉ chênh lệch so với bên ngoài chỉ chưa đến 1 triệu đồng, thậm chí là chỉ hơn có vài trăm nghìn đồng mà thôi. So với bên ngoài các bạn mua không có hộp này, pin thì chỉ tầm 85-90%. Ngoài ra máy thì cũng là đôi khi bị xước xát khá là nhiều. Thì đây, phiên bản này có hộp, có cáp, pin 100% mà mức giá chỉ chênh có vài trăm nghìn, thì mình nghĩ đây là một mức giá hiếm hoi mà bên mình rất là hiếm khi có trong dịp cuối năm này. Và đặc biệt hơn trong dịp cuối năm khi mà chúng ta phải chi tiêu khá là nhiều, thì một chiếc máy tốt với một mức giá hợp lý thì chúng ta không có lý do gì để từ chối nó cả. Bonus thêm là lần này bên mình có về đầy đủ màu, và mình để ý là có những cái màu nó rất hiếm khi xuất hiện các bạn nhé. Đấy, điển hình như là màu trắng này thì nó xuất hiện khá là nhiều này, nhưng mà có những cái màu là cả năm chỉ xuất hiện 1-2 lần thôi. Ví dụ đây mình có trên tay là màu xanh này, màu xanh lục này. Đó, xanh lơ, xanh lục. Ngoài ra thì có một phiên bản khác, đó là phiên bản màu đỏ. Theo màu đỏ này thì phải gọi là hiếm của hiếm rồi, một năm chỉ đến tầm 1-2 lần mà thôi. Đó, máy rất là đẹp luôn. Và một bí mật nhỏ nhỏ nữa, đó chính là đây, những chiếc iPhone 12 này thì là dành cho người kỹ tính đúng không? Thì mình có một phiên bản nữa dành cho người khó tính, đó chính là những chiếc iPhone 12 Pro 128GB phiên bản chưa active các bạn nhé. Hàng chưa active và cũng với tiêu chí cũ là nguyên hộp, trùng email, còn nguyên email, pin 100%, chưa active, 128GB. Thì mình nghĩ rằng là những chiếc iPhone 12 Pro này là hàng dành cho người siêu khó tính rồi, bởi vì không ai có thể từ chối nó được. Đó, các bạn có thể thấy luôn, chưa qua sử dụng các bạn nhé, chưa active luôn. Và một điều ai cũng hiểu là đối với những sản phẩm tốt mà giá hợp lý thì đương nhiên số lượng nó sẽ có hạn thôi. Đây là tất cả những chiếc máy mà bên mình về lần này, mình đã bày hết lên đây rồi. Và hiện tại bên mình có đủ máy cho cả hai cơ sở. Nếu như các bạn nào dịp cuối năm đang có nhu cầu lên đời máy hoặc là muốn đổi máy mới thì các bạn hoàn toàn có thể ghé qua hai cơ sở tại địa chỉ 500 Trần Khắc Trân, Hai Bà Trưng hoặc là 31 F Láng Hạ, Đống Đa để có thể được hỗ trợ lên đời hoặc là đổi sang chiếc iPhone 12 này. Đó. Nó rất là đẹp luôn. Bên mình có hàng ở cả hai cơ sở, các bạn hoàn toàn có thể ghé qua. Cảm ơn các bạn đã xem video lần này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.